Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Tánh, anh Chiến có địa chỉ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Các bạn hãy cùng kiến trúc Tân Á tham khảo mẫu nhà của anh Chiến nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Chiến. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng, màu xanh là màu chủ đạo của căn nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà, cây xanh xung quanh cùng với cổng chính và hàng rào cho chúng ta thấy được một căn nhà rất hiện đại, bắt mắt và sang trọng. Ở khu vực hàng rào thì chúng tôi sẽ thiết kế mái Nhật, màu của mái sẽ cùng màu với mái của tổng thể căn nhà nha các bạn. Hai cột hai bên sẽ được thiết kế hình vuông và được sơn màu trắng và sẽ được bố trí thêm đèn để phục vụ cho việc đi lại của cả gia đình. Cửa sẽ sử dụng là cửa sắt phun tĩnh điện. Hàng rào sẽ được chúng tôi thiết kế rất hiện đại. Xen giữa các cột là các tấm sắt để tạo sự thông thoáng và làm cho căn nhà trở nên bắt mắt, sang trọng hơn. Và ở chân hàng rào sẽ được ốp bằng gạch thẻ màu tối để tạo sự sang trọng cũng như làm cho hàng rào trở nên sạch sẽ hơn nha các bạn. Tiếp đến là khu vực mặt chính của căn nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp. Lý do chúng tôi thiết kế như vậy là bởi vì trong quá trình khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng cốt của đất nền so với mặt tiền khá là thấp. Do đó chúng tôi đã tư vấn cho anh Chiến rằng là trong quá trình thiết kế cũng như xây dựng căn nhà thì sẽ nâng cốt của đất nền lên và thiết kế 5 bậc cấp để căn nhà trở nên cao ráo, thể hiện sự bề thế bắt mắt sang trọng của ngôi nhà. Chân móng sẽ chúng tôi thiết kế là ốp bằng gạch thẻ màu tối để căn nhà trở nên vững chãi và sạch sẽ hơn. Ở khu vực tiền sảnh sẽ chúng tôi thiết kế hai cột hai bên vuông to khỏe khoắn, đi kèm với đó là đường phào và chỉ ấm tường. Ở khu vực chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu đỏ nha các bạn, còn thân sẽ được sơn màu trắng cùng tông màu với tổng thể căn nhà. Cửa chính sẽ chúng tôi sử dụng là cửa gỗ hai cánh sơn màu đỏ, khung pano kính. Ngoài ra hai bên sẽ được thiết kế thêm các đường phào và các chi tiết trang trí cho chúng ta thấy được một cánh cửa rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra hệ thống cửa sổ ở tầng 1 và tổng tất cả cửa sổ ở tầng 2 thì các bạn có thể thấy rằng được chúng tôi sử dụng là cửa nhôm kính viền tối màu, khi kết hợp với màu trắng là một chủ đạo cho chúng ta thấy được một căn nhà rất hiện đại, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra ưu điểm của cửa sổ nhôm kính đó là bền đẹp theo thời gian cũng như giảm chi phí xây dựng cho gia đình. Các bạn có thể thấy rằng ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hệ mái nhằm mục đích phân tầng cũng như là tạo điểm nhấn cho căn nhà nhé các bạn. Ở khu vực tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công ở bên ngoài. Phía trên ban công sẽ là một hệ lam bằng bê tông cốt thép. Và để che chắn ban công thì chúng tôi sẽ bố trí thêm một lớp kính cường lực ở trên hệ lam nha các bạn. Các bạn có thể để ý rằng ở phía bên trái của tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công nhỏ. Ở đây chúng tôi bố trí thêm một bồn hoa để anh Chiến có thể trồng cây cảnh cây hoa ở chỗ này. Hai bên sẽ được thiết kế cột vuông và cột đôi, hai bên sẽ được thiết kế cột đôi hình vuông nha các bạn, và được ốp bằng gạch để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 2 và tầng mái thì các bạn có thể để ý rằng chúng tôi sẽ sơn một lớp sơn màu xanh để phân tầng ngôi nhà cũng như là tạo điểm nhấn. Và ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ đắp thêm một đường phào bao quanh ngôi nhà để phân tầng ngôi nhà nha các bạn. Mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Chiến là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái cũng như màu của mái sao cho hợp phong thủy của anh, cũng như là làm cho căn nhà trở nên cân đối, bắt mắt và thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà. Ở trên xe lô mái, trần nhà
cũng như các cột và các bức tường, thì các bạn có thể để ý rằng chúng tôi bố trí rất là nhiều đèn chiếu sáng nhằm mục đích trang trí cũng như là tạo cho căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Trên ban công cũng như là ở xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các bồn hoa cũng như bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa, cây bonsai để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên nha các bạn. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ bên hông của căn nhà. Ngoài sảnh chính thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ nữa để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại và nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Ở khu vực sảnh phụ thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một tấm bồ điêu để tạo điểm nhấn làm cho căn nhà trở nên bắt mắt, sang trọng hơn. Các bạn có thể để ý rằng ở góc này, từ ở khu vực sảnh phụ đi thẳng lên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công nhỏ ở đây nữa. Và xung quanh tầng 2 thì các bạn có thể thấy rằng chúng tôi bố trí rất là nhiều cây xanh. Ở bên cửa sổ ở góc này thì chúng tôi cũng sẽ bố trí thêm một bồn hoa nữa nha các bạn, nhìn rất là đẹp, bắt mắt. Và đặc biệt là ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hè lan nhỏ nữa cũng bằng bê tông cốt thép để tạo sự chắc chắn cho căn nhà cũng như là tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà. Và đây là phối cảnh nhìn từ bên trái của căn nhà nha các bạn. Căn nhà được chúng tôi bố trí rất là nhiều cửa sổ. Xung quanh cửa sổ sẽ lắp thêm các đường vào để tránh tình trạng nước thấm vào nhà nha các bạn. Và để giảm sự đứng điệu cho bức tường cũng như làm cho căn nhà trở nên bắt mắt, sang trọng thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm bao quanh ngôi nhà nha các bạn. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao của căn nhà. Ở góc độ này thì chúng ta có thể thấy rằng căn nhà rất là bề thế, sang trọng, rất là rộng rãi. Ngoài diện tích của căn nhà thì diện tích sân vườn của anh khá rộng, thoải mái chỗ để xe cũng như là khu vui chơi giải trí cho cả gia đình, các con, các cháu. Ngoài ra ở đây thì xung quanh ngôi nhà sẽ là chúng tôi bố trí thêm các cây xanh xung quanh, nhìn rất là đẹp và làm cho căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Chiến đã biết đến kiến trúc tân áo như thế nào nhé các bạn. Anh Chiến chia sẻ với chúng tôi rằng ở khu vực Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì rất là nhiều gia đình đã lựa chọn tân á làm đơn vị thiết kế. Anh nhận thấy rằng các mẫu nhà do tân á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Từ đó mà anh đã lên kênh YouTube cũng như website Nhà đẹp Tân Á để tham khảo và chọn lọc cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Các bạn cũng có thể giống như anh là truy cập trang web và kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á để tham khảo nha các bạn. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó là có những video review lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Sau khi các bạn đã tham khảo và chọn lọc cho mình mẫu nhà thật ưng ý thì có thể vào phần mô tả của kênh YouTube. Ở đây chúng tôi đã đi lại thông tin của chúng tôi, các bạn hãy lấy thông tin và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm nha các bạn. Ngoài ra ở website Nhà đẹp Tân Á chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà và chúng tôi thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay. Các bạn có thể để ý rằng có rất là nhiều mẫu nhà từ biệt thự cấp 4, nhà phố, nhà 2 tầng. Chúng tôi có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở ngoài miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất cũng như công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp tân á.vn. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Chiến đã làm việc với kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Sau khi anh đã lựa chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì anh Chiến có liên hệ với chúng tôi và được chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với anh về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á để thiết kế được một căn nhà hiện đại, bắt mắt, sang trọng như chúng ta đã nhìn ở bản vẽ 3D. Thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát, đo đạc khu đất và lấy thông tin từ anh. Từ đó tất cả thông tin sẽ được chuyển đến tay kiến trúc sư trưởng kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh trong căn nhà của anh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật điện.
Ở với khâu, chúng tôi sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao tới tay anh Chiến để đảm bảo công trình được thiết kế chính xác và tránh tình trạng sai sót. Sau khi đã thiết kế xong, trong giai đoạn anh Chiến xây dựng ngôi nhà thì chúng tôi sẽ có hai bộ phận, là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Chiến, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi từ phía anh cũng như hỗ trợ anh 24 trên 24 để đảm bảo ngôi nhà của anh được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để thiết kế và thi công hoàn chỉnh một căn nhà thì chúng tôi đã cần rất là nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí. Chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận. Để có được một môi làm việc chuyên nghiệp khép kín như thế này thì kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng cũng như phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa ngôi nhà của anh Chiến như thế nào nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát đo đạc khu đất. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh chúng tôi đã lưu lại được trong quá trình khảo sát nha các bạn. Để có được những bức hình như thế này thì chúng tôi đã sử dụng đến Flycam và các thiết bị quay công nghệ cao. Đây là khu đất của nhà anh Chiến nha các bạn. Đây là giám kỹ sư chúng tôi đang trong quá trình đo đạc khu đất nha các bạn. Qua khảo sát, chúng tôi được biết anh Chiến sinh năm 1990. Dựa vào phong thủy thì anh hợp với bốn hướng làm nhà, đó là Đông Nam, Chính Nam, Chính Đông và Chính Bắc. Đất định hướng làm nhà của anh là hướng Đông. Do đó chúng tôi thống nhất sẽ thiết kế cho anh hướng làm nhà sẽ là hướng Đông nha các bạn. Phòng thờ, phòng khách, phòng bếp sẽ đặt ở vị trí hợp phong thủy. Qua trao đổi thì chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 2 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ rộng khoảng 20 mét vuông và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, 2 phòng ngủ, vệ sinh chung, phòng sinh nhật chung, sân phơi và sân thượng. Trong quá trình khảo sát cũng như trao đổi với anh Chiến thì anh rất là hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và trao trách nhiệm làm đẹp căn nhà cho Tân Á thiết kế. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Chiến nha các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng sao cho hợp lý, hợp phong thủy thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát, đo đạc khu đất cũng như đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh nha các bạn. Đây là mặt bằng định vị căn nhà so với khu đất của gia đình anh nha các bạn. Căn nhà của anh có diện tích là 8 x 12,3 mét vuông. Hệ tường bao xung quanh căn nhà được chúng tôi sử dụng là hệ tường 220, có mục đích cách âm, cách nhiệt và chống thấm tốt. Các vách ngăn sẽ chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Các bạn có thể để ý rằng chiều rộng và chiều dài của căn nhà thì chúng tôi sẽ chia thành các trục nhỏ nhằm để phục vụ cho việc thi công cũng như xây dựng một cách dễ dàng hơn. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 27,1 mét vuông. Ở từ phòng khách sẽ tỏa đi các hướng. Ở tầng 1 sẽ được bố trí một phòng ngủ có diện tích là 16,6 mét vuông nha các bạn. Phía sau phòng ngủ sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng bếp có diện tích là 12,6 mét vuông. Ở phòng ăn sẽ có diện tích là 21,5 mét vuông nha các bạn. Ở khu vực phòng ăn thì sẽ bố trí thêm một sảnh phụ nữa để ngăn cách phòng khách và phòng ăn. Thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm một hành lang bằng gỗ ở đây nha các bạn. Và phía sau ngôi nhà sẽ là khu vực sân rửa có diện tích là 6 mét vuông và nhà vệ sinh chung có diện tích là 5 mét vuông. Từ tầng 1 đi lên tầng 2 thì các bạn có thể để ý rằng ở tầng 2 sẽ bố trí 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 17 và 12,5 mét vuông. Phía trước phòng ngủ sẽ là phòng sinh hoạt chung có diện tích 15,8. Phía trước phòng sinh hoạt chung sẽ chúng tôi bố trí ban công và phòng thờ sẽ đặt ở vị trí sang trọng cũng như là hợp phong thủy có diện tích là 12,7 mét vuông nha các bạn. Phía trước phòng thờ
thì chúng tôi sẽ bố trí thêm một ban công nhỏ ở phía trước. Cuối cùng sẽ là khu vực sân phơi có diện tích 6 m² và nhà vệ sinh chung có diện tích 5 m² nha các bạn, để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại. Thì chúng tôi sẽ thiết kế hành lang có diện tích là có chiều rộng là 1,2 mét nha các bạn, rất là rộng rãi, thuận tiện đi lại. Xung quanh các phòng thì các bạn có thể để ý rằng chúng tôi bố trí rất là nhiều cửa sổ làm cho căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ, cũng như làm cho căn nhà trở nên đẹp, bắt mắt và sang trọng hơn. Tôi và các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Chiến có địa chỉ tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn tin tưởng vào Tân Á thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.